Đức Phật đã mỉm cười. Đây là một cái câu nói mà với những người dân như chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật có mỉm cười không? Chúng ta là những người dân bình thường, chúng ta thường hay nói Đức Phật mỉm cười rồi, để biểu thị một sự may mắn nào đó. Ví dụ như chúng ta bị khối u, chúng ta đi xét nghiệm và có kết quả âm tính, tức là không phải ung thư, và chúng ta đã thốt lên rằng Đức Phật đã mỉm cười khi bố mẹ hỏi chúng ta. Rồi thì chúng ta mua vé xổ số, và một ngày đẹp trời nào đó chúng ta lại trúng đặc biệt, và chúng ta thốt lên: vợ ơi, mẹ ơi, bố ơi, Đức Phật đã mỉm cười rồi. Vâng, có lẽ chính vì Đức Phật đã mỉm cười mà Đức Phật đã biến mất, không còn tồn tại nữa. Khi chúng ta nghe câu nói này, hãy liên tưởng tới một câu chuyện có thật. Vào những thập niên 70-80, khi các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Pakistan, thì những cường quốc ở gần biên giới với Trung Quốc rất thèm muốn vũ khí hạt nhân, và muốn sử dụng vũ khí hạt nhân là một công cụ tự vệ quốc gia hữu hiệu. Vì vậy mà trên mặt đất Phật, với dân số hơn 1,5 tỷ người, lớn nhất thế giới, và diện tích cũng thuộc top lớn của thế giới, Ấn Độ, quê hương của Phật giáo, các nhà khoa học Ấn Độ đã phải chạy đua để làm sao làm chủ công nghệ vũ khí hạt nhân, để bảo vệ quốc gia và nhân dân Ấn Độ trước những cường quốc khác. Và rồi một ngày họ đã thử nghiệm thành công. Các nhà khoa học đã gửi đến cho Thủ tướng Ấn Độ một bức thư mang dòng chữ ẩn ý, viết là: Đức Phật đã mỉm cười rồi. Khi nhìn thấy bức thư này, Thủ tướng Ấn Độ đã hết sức sung sướng và vui mừng. Nhưng với những người chúng ta, vũ khí hạt nhân là một trong những phát minh tồi tệ nhất của các nhà khoa học, đã giết chết biết bao con người, mang đến sự đau thương, sự chạy đua và thèm khát của các cường quốc trên toàn thế giới. Ban đầu vũ khí hạt nhân chỉ là để răn đe, tự vệ, nhưng mục đích của vũ khí hạt nhân đã dùng để sát hại con người, mang đến chết chóc, đau thương. Chúng ta nhìn thấy hai quả bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã rải xuống Nhật Bản ở hai thành phố Nagasaki và Hiroshima và Nagasaki. Chỉ trong chốc lát, hàng triệu người đã chết tại chỗ, hàng chục triệu người đã bị di chứng những thập niên sau đó. Đó là những sự tồi tệ nghiêm trọng. Hay là nghiệm phóng xạ ở vụ nổ năm 1986 Chernobyl tại Ukraine. Chúng ta thấy được những sự tàn khốc của vũ khí hạt nhân. Vậy nên Đức Phật đã mỉm cười, và rồi người đã rời bỏ Ấn Độ để đi tìm tới một quốc gia khác. Ấn Độ là quốc gia của Phật giáo, nơi Ngài ra đời. Nhưng hôm nay Phật giáo tại Ấn Độ đã hoàn toàn đi vào dị vãng. Ấn Độ đã trở thành một cường quốc của nền kinh tế thế giới, với vị trí là thứ tư thế giới. Và vào những năm 2050 của thế kỷ 21 đến 2080,
Ấn Độ sẽ trở thành một siêu cường của nền kinh tế thế giới, cùng với Hoa Kỳ và Trung Quốc là ba siêu cường của nền kinh tế thế giới hiện đại. Và trong quá khứ thì có Liên bang Xô Viết nữa là bốn cường quốc. Đức Phật từ sinh ra là để cứu khổ, cứu nạn, để mang lòng yêu thương, sự trắc ẩn và thôi thúc con người hướng thiện, làm những điều tốt đẹp vì cuộc sống của con người bình an và hạnh phúc. Đức Phật của chúng ta là người mang đến may mắn, trợ che cho chúng ta đi qua những kiếp nạn bi ai của bệnh tật, thiên tai, của những điều không may mắn trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải. Khi ai đó bị đau ốm, nằm ở bệnh viện giữa sự sống và cái chết, chúng ta mới thấu hiểu được niềm tin vào Đức Phật. Đấy chính là may mắn của chúng ta. Chúng ta có niềm tin thì nhất định Phật sẽ phù hộ độ trì cho chúng ta đi qua những phong ba bão tố. Hãy luôn luôn có niềm tin vào Đức Phật, bởi Ngài chính là ngôi sao may mắn giúp cuộc đời chúng ta bình an và hạnh phúc. Đức Phật từ bi hỷ xả.